Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để đề xuất Chính phủ cho phép thực hiện việc giảm giá điện, giảm tiền điện đợt 2. Theo đó, toàn bộ khách hàng sử dụng điện sinh hoạt tương ứng 26,6 triệu hộ gia đình sẽ được giảm 10% giá điện của 4 bậc thang đầu. Khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch và khách hàng có kho chứa hàng hóa trong quá trình lưu thông được giảm giá điện từ mức giá bán lẻ điện áp dụng cho kinh doanh bằng mức giá bán lẻ điện áp dụng cho các ngành sản xuất, quy định tại quyết định số 648 của Bộ Công Thương. Giảm 100% tiền điện cho các cơ sở được dùng để cách ly, khám bệnh tập trung bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Giảm 20% tiền điện cho các cơ sở y tế được dùng để khám, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân nghi nhiễm, đã nhiễm COVID-19. Tổng số thời gian hỗ trợ giảm giá điện và giảm tiền điện cho khách hàng theo đối tượng là 3 tháng tại các kỳ hóa đơn tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020.